Hồng Vân kể chuyện anh Vũ về báo mộng đêm qua, nhưng mặt lại hờn giận không nói một lời. Nghệ sĩ Hồng Vân đã mơ thấy anh Vũ về trong đêm, nhưng lại không nói một lời nào khiến cô rất khó hiểu. Cách đây ít phút, nghệ sĩ Hồng Vân đã chia sẻ một giấc mơ kỳ lạ của cô vào đêm qua. Cụ thể, cô viết, lúc 11 giờ, sau khi từ sân khấu trở về, Vân mệt mỏi và ngủ tiếp đi, lúc nào không biết. Trong giấc ngủ mệt, Vân thấy em về, mặc chiếc áo sơ mi, có anh tím, caro. Em đứng đó, nhìn chị ngủ mệt, với vẻ mặt hơi hờn giận. Giật mình thấy em, chị mừng rỡ hé lên, trời ơi Vũ hả? Sao đứng đó, không đánh thức tôi? Em vẫn nhìn và chẳng trả lời. Bồng của Hồng chị khô khóc, vì chị nhận thức được Vũ của chị đã không còn nữa. Chữa vào giấc mơ của mình, cùng với những biểu cảm của anh Vũ, Hồng Vân suy đoán rằng một là phải cho anh Vũ về nhà thật nhanh, hai là phải cho anh Vũ mặc chiếc áo mà anh đã mặc khi báo mộng. Cuối cùng thì Hồng Vân cũng đã tìm được hình ảnh mà anh Vũ mặc chiếc áo tựa như trong giấc mơ, đồng thời xin ý kiến của gia đình lấy hình đó làm hình thờ và gia đình cũng đã đồng ý. Nhiều người vào bình luận chia sẻ với Hồng Vân nỗi mất mát lớn này. Thời gian vừa qua, Hồng Vân khá vất vả, lo lắng cho hậu sự của anh Vũ. Đây là bức hình mà Hồng Vân xin ý kiến gia đình để làm hình thờ. Hy vọng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, nghệ sĩ anh Vũ sớm được trở về quê hương.